Chào mừng quý bà con cô bác lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô. Em Vũ Duy Ô Tô thì có mặt tại siêu thị ô tô lớn nhất Hải Phòng nha các bác nhá. Và có thể hiện nay là có thể nói là lớn nhất cả nước được rồi. Nếu bác nào mà không tin thì các bác có thể so sánh với hơn 500 đầu xe như bên em như này ạ. Quy mô cực kỳ lớn luôn. Thì là bên em có số lượng xe lớn nhất cả nước. Và nếu mà bác nào mà có xe cần bán thì các bác cứ alo cho em. Và bây giờ thì em muốn review cho các bác một chiếc xe về ngày hôm qua. Thế nhưng mà thực sự là đúng là không có thời gian, mà hôm qua này hơi tối. Thế là em mới chỉ có review TikTok thôi. Còn bây giờ là em đã review chi tiết YouTube cho các bác. Một chiếc Mazda CX-5 đời 2014, động cơ máy 2.0, bản đẹp. Vâng, con này là bản đủ, xe cực ngon, máy gầm cực chất. Và dòng này thì được cái là đúng là không chê được câu nào. Một chiếc xe màu sơn vàng cát đã được độ lên cam 360 độ. Nội thất thì tươi, ghế thì chỉnh điện, xe cứng, đèn ổ start-stop thông minh, điều hòa túi khí an toàn. Và đặc biệt là trên thì có cửa sổ trời. Một dòng xe mà nói đến ai cũng mê, nhưng mà trông thì vậy thôi, tưởng nó tiền tỷ. Nhưng mà đúng là bây giờ các bác mua con này chỉ có hơn 5 đồng thôi. Hơn 500 triệu các bác đã có ngay được một chiếc xe Mazda CX-5 đời 2014, máy ngon gầm chất. Và với những cái dòng này mua mới bây giờ toàn tầm khoảng tỷ 1, tỷ 2, tỷ 1 đấy ạ. Thế nhưng mà ở Vũ Duy Ô Tô, chiếc xe này các bác dùng đã được gọi đến này là 6 năm, 7 năm ạ. Vâng, 7 năm. Thế nhưng mà các bác đã chỉ bỏ ra một cái số tiền chỉ bằng nửa cái giá trị con xe thôi ạ. Tính ra khấu hao của một chiếc xe như thế này là khấu hao khá là lớn. Thế nhưng mà cái dòng này là một cái dòng xe rất là ngon. Bây giờ các bác mua về thì nói là các bác là cái chi phí bỏ ra các bác không hề nhiều. Và khấu hao hàng năm thì không còn là bao nhiêu. Tính ra một năm chỉ khoảng 20 triệu, 30 triệu ạ. Tính 30 triệu một năm khấu hao với chiếc xe này thôi ạ. Một chiếc Mazda CX-5, một dòng xe SUV gầm cao máy khỏe. Đi thì cực kỳ lành bền, 5 chỗ ngồi rộng rãi tiện lợi luôn. Hiện đại với màn hình capo, với cam 360 độ. Đấy, có tích hợp rất nhiều các cái chức năng ở trên xe này. Và con này túi khí an toàn thì quanh xe đấy các bác nhá. Có cam hành trình, cam lùi đầy đủ luôn. Và với cái dòng xe này, một chiếc xe mà mang biển Hải Phòng ấy ạ, thì đúng là Hải Phòng thì không lòng vòng, bản đủ 2.0. Các bác có thể nhìn ngay từ cái phần thiết kế mặt catalan của xe đấy ạ. Đấy, logo này nổi bật và mạ chrome. Đây là mạ vân carbon này. Mạ vân carbon xịn sò luôn đấy các bác nhá. Và đây là cam trước của cam 360 độ. Đấy, có hết. Còn phía dưới này, cản trước của xe thì sạch sẽ và không có lỗi lầm. Đấy, các bác nhìn này. Cản trước xe rất là sạch, đồng sơn căng, xe cứng luôn nhá. Đấy. Có hệ thống đèn gầm kết hợp với đèn lắc định vị. Và trên này thì là đèn bi chống rung, có công suất ánh sáng khá là cao. Con này đã được độ lên đèn pha led rồi nha các bác nha. Nên là khả năng chiếu sáng rất là tốt luôn. Được cái bác chủ bác cái chất chơi. Và bác ấy là chính tên chính chủ biển Hải Phòng. Một người không lòng vòng. Và bác ấy đi độ con này thì cũng tương đối là khá là nhiều đồ chơi ổn định luôn. Và tiền đầu tư con xe này thì khá là yêu. Đấy các bác nhìn này, có cả rửa đèn pha tự động luôn nhá. Một chiếc xe cực kỳ hiện đại. Và với cái mẫu xe này, một dòng xe mà phải nói là ổn, nhìn thì cứ tưởng về 600-700 triệu, nhưng mà bên em bán thì có hơn 5 đồng thôi, không hề đắt một tí nào luôn. Đấy, con này thiếu điểm trừ đó là xi nhan tích hợp trên tay gương. Tuy nhiên là có mắt cảm biến camera sườn đấy các bác nhá, không thiếu một cái gì. Và còn lốp dép thì khá là dày. Lốp con này thì đều sử dụng lốp 225-55R la răng là 19 inch ạ. Lốp la răng 19 inch này, lốp dày như mới luôn. Đấy, các bác nhìn này, lốp còn dày như mới luôn này. Đấy, sạch sẽ lốp 2019. Vâng, 2019 đấy ạ. Và các bác có thể nhìn này, phanh đĩa này, bóng lừ, la răng đúc, đấy, thể thao 10 chấu, phanh đĩa 4 bánh. Và cua lốp thì không có lỗi nhá, cua lốp thì sạch sẽ và không có bục mọt này, đều đặn luôn. Và cua lốp thì không có bục nhá. Đấy các bác nhìn đấy ạ. Và đồng sơn xe này. Đấy, đồng sơn xe rất là căng đét luôn. Cửa. Và con này thì được cái là khóa khiển thông minh. Đây là khóa khiển thông minh này. Đấy, thế này là các bác yên tâm là đeo đĩa quần là rất là ok nhá. Thế còn chỉ keo thì bao zin các bác luôn. Chỉ keo bao zin này. Ốc chưa ra này. Đấy, răng cao su thì còn nguyên, không có rách rồi, không có nứt này. Kính gương kính chỉnh điện cụp xe có cả nhá. Đấy. Và cái dòng này thì đèn ổ tắt tốp ấn à. Nó lại còn phải có chìa khóa đi kèm cơ bác. Chìa khóa thông minh phải gắn ngay gần xe thì nó mới ăn. Thế mới dã man. Đấy, em để ở trong khay. Đấy,
phải chìa khóa ở ngay trong xe thì mới mở được lên. Lăn bánh đúng 9,5 vạn các bạn ạ. Màn hình cam 360 độ. Đấy, cam 360 độ này. Cam lè, cam lùi, gạt mưa, gạt kính các thứ là có hết. Đấy. Cam 360 độ lè trái, lè phải này. Đấy. Còn lùi tí nữa ta sẽ nghiên cứu sau các bác nhá. Đấy. Còn được cái là chất của xe thì tương đối là cứng. Đấy, gương kính điều chỉnh điện cụp này. Đấy, con này có cái hiện đại là nó lại bắt là phải mở khóa điện thôi. Đấy, kính này lên xuống nhẹ nhàng. Úi giời. Vâng, và được cái là con này thì độ lên sàn 6D rồi. Các bác về là các bác không phải làm gì. Đấy, bộ sàn này thì các bác cũng đã giá trị là gần đến 6 củ rồi. Đấy, còn xe thì có rất nhiều chế độ cài đặt ở trên này. TCS khóa, AFS khóa này. Rồi đèn pha là auto, đèn pha auto các bác nhá. Có đầy đủ phím tích hợp ở trên đây. Đấy, phím tích hợp an toàn và kết hợp với ga tự động cruise control. Đấy. Nội thất ghế của xe thì tương đối khá là ổn. Vâng, và con xe này thì có đến 10 cái túi khí luôn. Túi khí ở ghế hai người trước này, rồi túi khí dọc sườn đây. Và túi khí ở vô lăng với người phụ bên cạnh. Thời tiết lại bắt đầu tối tối rồi. Thế nên là các bác nào mà xem cái đoạn chi tiết nào mà không rõ ràng, các bác có thể là nhắn tin Zalo, em sẽ gửi chi tiết cho các bác chiếc xe này nhá. Vâng, đây là một mẫu xe mà khá là rẻ. Với cái tầm tiền các bác bỏ ra thì có hơn 5 đồng. Nhưng mà các bác đã sở hữu được một mẫu SUV sang trọng lịch lãm luôn đấy ạ. Vâng. Và cái dòng này là một cái dòng xe giá rẻ. Tại bên MUJI Auto, dòng xe CX5 cũng là một cái dòng xe mà được rất nhiều người sử dụng. Đấy, dòng xe nó chạy rất là lành và gầm cao, chạy rất là thoáng luôn. Thoáng xe. Đấy, cua lốp thì vẫn còn đẹp. Căng đét luôn này, hệ thống đèn hậu này. Đấy, các bác nhìn bầu đèn hậu này, nó còn căng sáng luôn nhá và không có lỗi nhá. Đấy, đồng sơn xi cản trước sau xe này. Đấy, tôn vỏ mỏng. Cốp mở điện nhẹ nhàng. Và các bác có thể nhìn cái khoảng sàn này của nó rất là rộng luôn. Đấy, thoải mái cho các bác để đồ, chở đồ này. Đấy, và lót lòng đều là 3M hết rồi. Lót lòng 3M này. Một mẫu xe tương đối là cứng cáp. Và giá tiền cũng rất là mềm. Đấy. Đồng sơn xe nhẹ nhàng. Đấy, hệ thống cảm biến lùi đằng sau đây ạ, rất là yên tâm. Đấy, và là các bác chỉ có việc đi thôi, không phải làm một cái gì. Hậu rồi, đèn này là đèn zin nhá, toàn bộ đèn này là đèn zin nguyên bản, chưa có dạn nứt này. Xe này, chỉ keo bao đẹp cho các bác luôn. Đấy, các bác nhìn chỉ này, chỉ keo bao đẹp luôn, không lỗi nhá. Và với những cái dòng xe như thế này thì bên em MUJI Auto bán mức giá rất là phải chăng. Đấy, một chiếc Mazda CX-5 tưởng chừng nó phải 600-700 triệu cơ. Thế nhưng mà chỉ hơn 500 là các bác đã sở hữu ngay được chiếc xe này rồi. Đấy, tất cả các cái ốc bản là nó còn nguyên này. Nguyên bản đấy. Lốp dép thì căng mới luôn. Sạch sẽ luôn. Đấy. À, cua lốp này các bác nhìn ạ, cua lốp này. Đều đẹp. Đấy, nội thất này. Nội thất thì căng cứng luôn nhá. Và được cái là con này thì nội thất ghế da là zin. Nội thất ghế da zin nguyên luôn. Vâng, thời tiết tối nhanh thật, cũng là mùa đông. Hôm nay thì thời tiết cũng là mưa, thời tiết bắt đầu gọi là quay gió mùa đông bắc rồi các bác. Thế nên là mình ngồi trong xe thì ấm về mùa đông mà mát lạnh về mùa hè. Không phải lo bị nóng bức, đi mưa không đến mặt, nắng không đến đầu các bác. Với lại là tiền thì tiền nào của đấy thôi. Mình sở hữu một cái mẫu xe để mình đi lại cho nó yên tâm. Đấy, và các bác ấy, bỏ được một số tiền ít nhưng mà các bác đi những cái dòng này đi nó rất là lành. Vâng, động cơ máy 2.0 thì rất là khỏe. Với mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe thì nó rơi vào tầm khoảng 7 lít đến 8 lít trên 100 cây. Đấy, ghế này, chỉnh điện này, nhẹ nhàng. À mà quên là cái con này thì nó có hệ thống âm thanh loa Bose ở trên tất cả xe là đến 6 cái loa. Vâng, 6 cái loa chính. Đấy, thế nên là âm thanh của nó thì khỏi bàn luôn. Khá là ổn định. Máy số thì ngon đề cái nào. Chiếc xe này thì máy zin nữa các bác nhá. Máy zin nguyên bản luôn, không lỗi. Đấy, à đây em bật đèn pha cho các bác để test luôn đèn này. Đấy, cho các bác xem cái hệ thống đèn của xe đấy ạ. Đèn pha led công suất cao nha các bác nhá. Đấy, các bác nhìn ạ, đèn pha led công suất cao, khả năng chiếu sáng rất là tốt. Ánh sáng thì
không gây chói mắt người đằng trước, nhưng mà khả năng chiếu sáng ok. Đấy, khoang máy thì sạch sẽ và máy số là zin nhá, máy zin nguyên bản luôn, không có lỗi lầm. Đấy, nước là mát xanh lét lên lẹt luôn này. Còn đầu bên này cũng thế này, ốc thì chưa ra nhá, các cái ốc ở dưới này là chưa có ra, máy là zin nguyên mà. Vâng. Còn đầu răng đấy ạ, đầu răng còn nguyên bản này, đầu răng tai đèn còn nguyên luôn, xe thì cứng đẹp. Và chiếc xe này thì bên em Fuji Auto đang bán cái giá thực sự là quá ok đấy ạ. Vâng, 500 một chút thôi. Vâng, chính xác của nó là 545 triệu đồng các bác nhá. Đấy, và các bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì các bác có thể là điện thoại ngay cho em Fuji Auto. Một chiếc xe Mazda CX-5 form mới 2014, động cơ máy 2.0, bản đủ, cực kỳ ngon, cực kỳ sướng, đi cực kỳ phê, vừa về cửa hàng xong. Và với cái tầm tiền thì các bác bỏ ra số tiền cũng chỉ có 545 triệu đồng ạ. Dòng này thì không có trả góp các bác nhá, nên là nếu các bác nào mà quan tâm thì các bác có thể là chú ý là trả full tiền. Vâng, cảm ơn các bác và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với Vũ Duy Auto, chuyên các cái dòng xe giá rẻ mà ngon. Cảm ơn các bác, xin chào tạm biệt.